giới thiệu đến các bạn một loại đặc sản của vùng đất Phú Yên, đó là mật ong thế, hàng chất lượng tốt cho sức khỏe và giá cả rất phải chăng, chỉ có 450.000 một lít nha bạn nha. Anh em nào yêu thì liên hệ số điện thoại vẫn là 0867098446 nha bạn nha. Hôm nay thì giới thiệu với các bạn ba cái phôi mai rừng Phú Yên ha bạn ha. Ba phôi này thì đã làm cách nay 5 ngày rồi nha các bạn nha. Ngày hôm nay là ngày thứ 5. Phôi này là một phôi bọng và hoành cổ đế của nó là 38, chiều cao từ cổ đế lên là 65 ha. Nó bỏ chân rễ cũng khá là hay. Phôi này nhắc lại nha các bạn, phôi này là cái lô cây đã làm 5 ngày rồi nha, ngày hôm nay là ngày thứ 5. Cây này nó lũa rất là hay nè các bạn, lũa rất đẹp luôn, cấn đá nè, rất là đẹp nha, rất khéo. Phôi này giao lưu anh em mình với giá là 200.000, giá đã bao gồm phí vận chuyển luôn. Anh em nào yêu thì liên hệ nha các bạn. Mai rừng Phú Yên. Tiếp theo là một cái phôi chân rễ nhìn nó cũng khá là hay. Hoành là 28, hoành cổ đế 28. Chiều cao từ cổ đế lên là 36. Cây này thì nó ít rễ ha, không có nhiều. Cây này cũng giao lưu anh em mình với giá là 200.000. 200.000 bao gồm phí vận chuyển nha anh em. Anh em nào yêu thì liên hệ ha. Thì đợt này cũng vừa có một cái lô mật ong mới làm về rất là ngon. Anh em yêu thì liên hệ nha các bạn. Cũng là 450.000 một lít ha. Mật ong thế, mật ong rừng, chuẩn rừng nha anh em. Tiếp theo là một cái phôi, mã cuối cùng là cái phôi hoành 24, rễ thì quằn quại ha, quắn quéo ha. Hoành cổ đế 24, chiều cao từ cổ đế lên là 27. Và phôi này thì cũng giao lưu anh em mình với giá là 200.000, bao gồm phí vận chuyển. Mé này thì nó chịu khó về anh em cắt xuống một tí xíu là nó sẽ sạch sẽ thôi. Hoành 24, chiều cao 27, cũng 200.000. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.